Ngọn lửa khởi phát từ tầng 2, sau đó bốc lên tầng 4, nơi các công nhân đang thực hiện gia công keo, áo quần và một số đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ. Hàng trăm công nhân hoảng loạn sơ tán. Ngay khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai công tác dập lửa, nhưng đám cháy vẫn bùng phát. Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố và Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận Bình Tân đã điều động 32 xe chữa cháy các loại và 250 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực cháy chứa nhiều vật dễ cháy nên việc chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn. Sau hơn 3 tiếng khống chế, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Giá trị thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố điều tra. Khu công nghiệp Bowen do Công ty Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Bowen làm chủ đầu tư với tổng diện tích trên 560.000 m2.